hồi hộp ghê, quá hồi hộp. Không có tách, không có tách, không có tách, không có nói chuyện này. Đúng rồi. Ổn đúng không? Không có auto chết đúng không? Không có auto, không không có auto chơi đúng không? Bọn nó là bọn user đấy. Ừ. Mới nữa đợi rồi, con này nó không có bot, bọn này bọn nó bên 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 mạng này hình như là chưa có bot đâu, chưa có bot kẹp đâu. Nói chung là đu cái các bé này không sợ đâu, bọn nó mẹ dồn bao nhiêu tiền vào một khởi điểm, bắt đầu là nó chỉ có là Atlantic có 2 ETH thôi, đu đỉnh thế nào được cùng lắm là mẹ nó ít tầm ít, nó bay tầm khoảng x5 x6 thì mẹ mình mới đu vào, không sợ. Anh em mà sợ cái này chơi rất là được, cẩn thận thôi, tính toán kỹ một tí, chơi bằng cái vốn mất được. Đây là đang đu lít mà, đu lít thì rủi ro rất cao mà lợi nhuận rất là cao. Đấy. Không có kinh nghiệm thì thôi đừng có đu lít, mẹ dễ sấp mặt lắm. Thằng át rồi à? Thì mẹ ghê nhỉ. Vãi lều. Năm phút nữa. Về phết.
lúc vào như thế này. Thịt mẹ canh đu lít sợ vãi lồn. 4 phút nữa anh em ơi. Rekate. Rekate. Mẹ chỉ có sợ bị rekate thôi. Bốn phút nữa. Ba phút nữa bọn này chắc át đúng giờ đấy, bọn này chắc át đúng giờ đấy, bọn này chơi rekate. Ba phút 15.000 rekate được đấy mẹ, nhìn mắt nhiều này mà những người theo dõi nhiều nha các mà, chắc ổn đấy, là không không phải cứt đâu. Sao là còn 2 phút nữa đúng không? Tập trung, tập trung, tập trung. Tập trung, tập trung, tập trung. Anh em mà mất wifi cũng sợ vãi luôn, lại phải cắm 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 mạng vào sợ quá. Là lắc lắc à. Ok chưa? Ok, không sao. À, lát à. Ok, không sao. Mạng ngon, mạng ngon. Chơi được. Nào, xem nào. Transfer chưa? Ok, 15 phút chưa. Canh này. Chưa hát gì cả. 9.814. Nó hát rồi đấy, nó hát rồi đấy, nó hát rồi đấy. Ô. Nếu được thì mẹ rẻ như thế. Hát thử à?
khoản đéo. Kinh, nhìn mẹ chỉ. Chưa? Gì con mẹ ăn đi biết to thế. Đéo phải, từ từ. 4D, 5D, đéo phải. Ờ đúng rồi. Không em mua bán à? Anh em mua được rồi à? Nhanh thế. Sai à? Ờ, sai sai sai. Sai 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 con chắc. Mày đấy. Đây rồi, mua được rồi đây. Anh em cẩn thận đấy, mua nhầm con chắc là chết đấy. Sai con chắc anh em ơi, cẩn thận đấy. Ông nào mua nhầm con chắc rồi. Ờ, con chắc khác nhau kìa. Một đích mẹ nó làm giống hệt cái con chắc đấy, chắc là nó ghen, nó ghen ví ra đấy, nó ghen ví ra để ấy đấy. Kiểu này mình đã mua rồi. Univer 3. Thịt vẽ cay nhỉ? Prime Park này. Chín năm á? Mày mua mua ít à? Hay mua bao nhiêu? Đâu ta có phải xem cho gửi 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 cho anh này cái có chắc à? Không phải gửi cho cái địa chỉ ấy. Gửi cho cái ví. À, tôi gửi cho cái deck deck screen ấy. Có cái chắc của deck screen chưa, nó áp bao nhiêu đây rồi, giá nào đây? A đù má nhỉ, trước kịp ấy. Ây da, mua sau lại ngon à? Ây da, chuẩn chàng nhá. Đây 141k đúng rồi, gì nữa. Bọn này bọn nó bảo là 2005, 3007. Bọn này bọn nó bảo là gì mà nhỉ? Không phải đâu. 12 giờ mới áp mà áp thì chạy sớm này. Mua sau khi ngon à? Bọn mày để slip hết bao nhiêu ấy? Mẹ sao đéo mua được nhỉ? Canh nhỉ?
khi em mua được chiếc điện thoại khi được ấy. Đây hình như mua được rồi. Xem là bọn này ít to quá, cho này ít to quá, 700. Liquid 142.000. Bọn này liquid chơi ác ấy. Mua được rồi. 28.000. Đang lỗ. Quyết 5% thôi, cần đéo để nhiều, để nhiều nó lỗ, bot nó địch mẹ đập chết. Nó đang xả đúng không? Đang xả, anh sẽ canh bắt đít vậy. 10 phút nữa, 3 phút nữa bắt đít. Từ để nó áp liquid lấy 150.000 đúng không, để xem cặp thanh khoản của nó bao tiền đã. Mẹ kiểu đéo gì mẹ, sao lại mẹ ở đây 40 ETH nhiều đấy, 40 ETH mà thanh khoản thật, liquid thật, thanh khoản thật. Anh hai phải chốt cho em, nó còn trả coi mà. Này anh bảo này, con này ấy, nó lít gì chắc chắn đấy. Con này nó lít 10 C chắc chắn đấy. Anh nghĩ là nó sẽ lít 10 C đấy, vô đi volume to này cơ mà. Em bảo nó đi volume to này cơ mà. Kèo FOMO đấy. Ông nào bị đu đỉnh rồi. Thực ra đỉnh này thì cũng bình thường, không phải là ấy lắm. Đây đợi 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 nó trả token xem nhà mình húc tiếp vậy. Chung mình giá đâu ấy. Lo gì đâu em. Miễn là nó không scam mà được. Đây, huề vốn rồi. Bây giờ mới huề vốn đầu 7 à? Tức là mình mua là ở đầu 6. Mình mua đầu 6. Lệnh mua liên tục nhưng mà volume, tức là nó mua liên tục và nó bán liên tục. Em xem đây này. Buy volume và sell volume nó bằng nhau này thì làm sao mà bay được? Hiểu vấn đề không? Nó giữ giá đấy em, nó giữ giá đấy. Đấy, xả rồi kìa. Chuẩn bị đến giờ Clam xả rồi này, 4 ETH này xả này. Nào, Clam đi anh em ơi, Clam đi. Thì mẹ nó cho sập, nó sập mẹ web của Clam rồi. Lag rồi. Web Clam sập luôn rồi. May may mà lúc nãy mình đéo hút. Thực ra là đéo hút được tại vì là mua lệnh nó hơi to, đéo khớp được. Hay là để slip cao quá đéo cho hút. Con mẹ nó. Bị chia hai rồi em. Do lead mà. Không sao, về bờ sun chung mình giá nhá. Vậy thế thì mình vào sau mình lại ngon à. Các bạn bọn này nó lít trước rồi anh em ạ. À. Bọn này nó lít trước rồi.
Kỳ đéo gì đây? Từ chối mẹ mày. À quên, approve bên này. Ở đi mẹ sao Prime Bắc Kinh ấy nhỉ? Bàn có 0,1 thôi mà Prime Bắc mẹ mày 26,51% là thế đéo nào. Ui đi mẹ vãi lồn. Đéo ổn. Bảy số 0 gần đầu 2 là bao nhiêu? Làm được chưa em? Làm được chưa? Web nó xoay xoay mẹ phải chơi bài vãi luôn. Rekate thì đúng là rekate thật mà. Ở đây cầm sát rồi. Mẹ chúng mày cờ làm đi, cho chúng mày cờ làm, cho chúng mày xả. Để xem giá này xả được bao nhiêu. Anh em là cờ làm chưa? Xem giá này xả được bao nhiêu. Anh em ơi. Anh em nào vào mạng được không? À vào đây xem cờ làm chưa? Cờ làm được chưa? Đấy, cờ làm rồi đấy. Nút nút cờ lam và đéo cho cờ lam ạ. Đéo cho cờ lam. Phải để tròn số. Anh em mua bán nhé, phải để tròn số nhé thì mới mua bán được nhé. Mẹ cái này mà để lệch số thì mẹ nó đéo cho mua bán đâu, thì mẹ nó. 7 cũng được. Lên đi em ơi. Lên đi em ơi. Đầu 7 à? Đầu 7 đang hồi vốn còn gì? Có lỗ đâu? Lỗ cái phi giao dịch à? Bữa nay chưa cho cái lam chưa? Bởi volume. Anh em ơi, volume to như thế này thì mẹ mình lít sàn sun. Lít mấy xuân anh em ơi. X7 này 76 lần này. Mẹ mày. Cái cây này thì đéo hiểu là x bao nhiêu lần đây. Mẹ. Cái cây này mẹ từ giá này là 8 à. Lên tận thì mẹ nghìn mấy, nghìn năm rồi thì x to quá nhỉ. Đu lít được tí thì mẹ. Bọn nó áp đi quýt như thế này thì như nào hả 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 trong bọn nó áp đi quýt to nhài với cả volume to nhài thì lít sàn sun đấy, nói chung là đợi dip thì mua thôi, chơi được. Cái này nó chưa chưa inject vào rồi, chưa nối rồi, volume to nhài 2 triệu đô rồi, ác nhỉ. Tiền tụi nó tự át ra đấy, chơi được. À, phân tích nhỉ. Bọn này bọn nó là bọn gọi là có tiền. Tại vì có tiền thì mới tạo được volume, tạo được liquid to, đấy, nó có tiền. Ok. Chỗ này được bao nhiêu tiền đây? Lời được gần 100 đô à? 50 đô à?
giá lên sao không cập nhật đây? Bọn mách này chán nhỉ, mẹ mình đéo cập nhật được 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 ấy nhỉ. Ui lên bơm kìa, ui bơm kìa, bơm kìa, bơm kìa anh em ơi, giá bơm kìa 289 đô 1,5 ETH rồi, mất một số không rồi. Ui rồi, ui rồi, à đủ có làm được chưa, có làm xong thì là nó sẽ giảm. Đu đỉnh cao đấy. Vốn 190 bán được lời được 100 đô, ngon. Chưa có làm được, có làm được thì xả. Có làm được thì xả. Đang lời 100 đô vào 200 được 100. Ấm. Thì phải làm đô ra ngày 2 triệu anh em. Thì phải xả thế. Chưa cho có làm à? À, anh cũng xài. Được 0,6, 1,6, ngon. Trả tội buồn. Lời lời được hơn trăm mấy đô, đi vậy lên tiếp à, ác nhỉ. À không, sập nháy. Con này ngon đấy, con này ngon đấy anh em ạ. Anh em đừng bỏ lỡ nhá. Bắt đi ấy, con này ngon đấy. Liquid 200.000 đô. Anh em canh xem Clam được chưa? Nó bảo Clam chưa? Kéo lại chung có phải phải bơm với đợi có làm thông xả sấp mặt cái này. Bọn này nó tạo volume ở trên deck tốt, nó được lên top này, lên top thì bọn nó sẽ được nhiều sự chú ý này. Thì bài của mày 45 thuộc luôn. Đúng rồi, chuẩn luôn. Cách đi. Mình đang xem cái lệnh này là mất bao nhiêu tiền. Phí có 0,44. Rẻ.
Phí có không phải 44 rồi, không phải là phí cao đâu. Thì phải bay tiếp à? Ôi đi cho mẹ bay tiếp à? Vãi lồn nhỉ. Ôi nhìn mẹ bay tiếp kìa. Sập đi em ơi. Em ơi sập đi. Đấy, đúng rồi. Sập đi để anh còn mua. Sập đi em. Rekate đừng lên nữa, sập đi em. Rekate. Anh em nhìn vui nhỉ, mẹ cứ thấy sập là mẹ và là thích nhỉ. Chưa cờ lam ở đâu anh em, đợi xem cờ lam được chúng nó xả ngay, mà xả xong rồi thì mẹ mình bắt đít thôi, bắt đít là mạnh, bắt đít là phải vào mạnh luôn, chả tội bùi gì. Đúng rồi, tờ lam mới sập, đang đang nghi là bọn này đang 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 đang, đang dụ đang dụ dụ vào đấy, đang dụ vào xong rồi nó cho sập đấy. Chưa cả làm được em ơi, chưa cả làm được. Ngon nhỉ, 200 đô à, ngon đấy. Đấy là S, S đấy là full full market cap, cap thật bé hơn. Chưa biết được phải làm mà chưa gặp phải làm. Vãi lồn cây 18 cơ à, vãi lồn nhỉ, đã bị chia hai em chân chân ở trên đây mát mát không em. Mày vào ít mà đúng không, 100 đô không? Không sao. Anh em ơi
Anh em biết bọn này là nó như nào không? Anh em biết bọn này nó như nào không? Này là bọn có tiền. Bọn này là bọn có tiền. Mà bọn có tiền như nào? Bọn có tiền thì bọn như nào? Đúng rồi. Đúng. Thì chúng ta phải làm gì? Các kịch bản để chơi với bọn có tiền thì chúng ta phải làm gì? Đúng. Đúng. Nhìn thấy kèo ai chi ba chưa? Thì phải bắt deep được x3 đấy. Ngon không? Cố một cánh bắt deep. Bắt deep lần này tao vào tầm khoảng 5 ETH. Đấy, xuống rồi đấy. Còn làm rồi. Đây anh em ơi. Đây, ông là Clam chưa? Ông là Clam chưa? Clam đây. Sập rồi. Anh em được bao nhiêu RKT? Xem bán được bao tiền? Ủa, nhiều tiền phết đấy. Nhiều tiền phết đấy. 5 đô à? 5 đô thì giống con Dog rồi. Xả đi. Ai xả không? Ta xả rồi. Mẹ E ít quá, mẹ của nó còn đéo đéo chịu xả. Giáo xả
Nhìn mẹ tay này. Đã xả rồi.